Chào mừng các bạn đến với kho máy thực phẩm HTH. Với 10 năm kinh nghiệm trong vai trò sản xuất và lắp đặt bảo trì bảo dưỡng máy thực phẩm tại Thanh Hóa và toàn quốc, hiện nay chúng tôi đang cung cấp và lắp đặt cho các nhà hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh các dòng máy thái thịt ES250, ES300, QX250, máy DQ8, DQ9 và rất nhiều máy chặt thịt chặt mỡ đông lạnh tiện ích. Với đội ngũ kỹ sư có kỹ thuật và kinh nghiệm, nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ tận nơi khi có sự cố, giúp các bạn yên tâm hoạt động sản xuất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi tin sẽ làm hài lòng các bạn. Địa chỉ 115 Tây Ga Phú Sơn Thanh Hóa, cơ sở 21/23 Trần Phú Lam Sơn Thanh Hóa, cơ sở 3, 73 Xuân Đỗ Cự Khối Long Biên Hà Nội, điện thoại 0908 44789. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.